Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày 7 tháng 9 năm 2021. Và như các bạn đã biết là hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta vẫn tiếp tục kéo dài các cái biện pháp siết chặt về giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2021. Điều đó có thể thấy rằng là diễn biến khá phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn Sài Gòn trong những ngày vừa qua. Và để tiếp tục trong cái chiến dịch mà phòng chống dịch Covid-19 thì tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ mở một cái đợt cao điểm về việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 từ nay cho đến trước ngày 15 tháng 9. Đó là theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, thành phố nới lỏng hay là thắt chặt giãn cách xã hội sau ngày 15 tháng 9 thì còn tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, dựa trên các cái nguyên tắc về an toàn tới đâu thì thành phố sẽ mở tới đó. Điều lưu ý đặc biệt là tùy theo cái tình hình dịch bệnh mà từ đó thành phố mới quyết định là thắt chặt hơn hay là nới lỏng ra. Thì để chuẩn bị cho các cái công tác trong thời gian sắp tới là sau ngày 15 tháng 9. Và theo như thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC thì để nới lỏng dần các cái biện pháp giãn cách cũng như là phục hồi kinh tế thì việc phủ vaccine một mũi cho toàn người dân thành phố là rất quan trọng. Chính vì điều này, thành phố đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một cái chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên tại Sài Gòn trước ngày 15 tháng 9 năm 2021. Và như vậy đến nay thì tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 5 tháng 9 là 6.553.548. Trong đó tổng số mũi 1 là 6.054.992, còn mũi 2 là 498.556. Đa số là số người trên 65 tuổi, thì người có bệnh nền thì được tiêm là 700.519 người. Thì như vậy là theo thống kê đến ngày 4 tháng 9, thành phố cơ bản đã hoàn thành xét nghiệm đợt 1 và đợt 2 ở tất cả các cái vùng đỏ, vùng cam và vùng vàng, xanh. Và theo như Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết là về việc đi lại hoạt động của người tiêm đủ 2 mũi vaccine thì Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu để mà thí điểm tại một số tỉnh ở khu vực phía Nam, và đồng thời tiếp tục có nhiều khuyến cáo về bảo đảm phòng chống dịch, vì lý do là những người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác. Dù là nguy cơ mắc bệnh chuyển nặng và lây nhiễm cho người khác nó đã giảm, nhưng không phải chính vì khi mà chúng ta tiêm đủ 2 mũi mà chúng ta lại không có phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế thì sẽ rất là nguy hiểm. Hiện nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm hơn 6,5 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có 499.318 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Và theo thông tin từ sáng ngày 7 tháng 9 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chủ trì cuộc họp của tổ công tác tổ chức cung ứng và tiêm vaccine phòng Covid-19. Thì tại cuộc họp này đã đưa vấn đề thảo luận để chuẩn bị cho chiến dịch phủ kín vaccine mũi thứ nhất và đồng thời đẩy mạnh cái việc tiêm kịp thời vaccine cho mũi thứ hai đối với những người đã tiêm xong mũi thứ nhất
từ nay cho đến ngày 15 tháng 9 theo từng loại vaccine và theo từng thời gian cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nghiên cứu chính sách thẻ xanh vaccine. Theo đó sẽ nới lỏng yêu cầu về việc giãn cách xã hội đối với những người đã tiêm một hoặc là hai mũi vaccine. Thì ở đây thẻ xanh vaccine cũng là đã được nhiều địa phương như các tỉnh Đồng Nai hay là Bình Dương công bố áp dụng để chuẩn bị cho một cái cuộc sống bình thường mới trong thời gian sắp tới. Và tính cho đến hiện tại thì chỉ có quận 7 và huyện Củ Chi tại thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đã công bố là kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nhưng hiện nay thì vẫn chưa thể nào nới lỏng được các cái biện pháp giãn cách xã hội, do cũng phải chờ sự đánh giá cũng như là tổng thể tình hình dịch bệnh ở trên địa bàn toàn thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp, đã cung cấp thông tin về tình hình giữa quận 7 và huyện Củ Chi. Và tại cuộc họp vào ngày 5 tháng 9 năm 2021 thì Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết sẽ đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy chọn quận 7 và huyện Củ Chi sẽ làm thí điểm tiên phong, rút kinh nghiệm cho các bước tiếp theo của thành phố trong cái công tác phòng chống dịch Covid-19, cũng như là dựa vào đây để mà có thể phát huy cái sức mạnh trên toàn hệ thống, toàn người dân trong cái quá trình mà phòng chống cũng như là ứng phó với tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm các cái công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, như là việc xét nghiệm hay là tiêm vaccine hay là các cái công tác mà quản lý F0 trên địa bàn. Và Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đã đánh giá rất là cao những cái nỗ lực cũng như là sự tận tâm của hệ thống cũng như là toàn người dân của quận 7. Ông cũng đã biểu dương, cũng cảm ơn các lực lượng ở tuyến đầu phòng chống dịch, cảm ơn các tổ chức cá nhân, nhà thiện nguyện và tất cả các doanh nghiệp đã đóng góp cho cái công sức cũng như là tinh thần vật chất trong quá trình quận 7 thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị quận 7 tiếp tục thực hiện nghiêm những cái công việc đang làm, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ thị 16, thực hiện xét nghiệm đúng kế hoạch đề ra, cũng như là các cái vấn đề quản lý F0, các bệnh viện thu dung, cũng như là việc đẩy mạnh tiêm vaccine, đồng thời song song đó là thực hiện các cái công tác về an sinh xã hội, làm sao đảm bảo được cái đời sống cho người dân cũng như là đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn. Và chúng ta chuyển sang một bản tin rất là vui đối với công dân tại tỉnh Bạc Liêu. Thì theo như Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức đón 257 công dân đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Những công dân này là thuộc nhóm đối tượng đặc biệt chưa có điều kiện trở về địa phương trong đợt 1 này. Thì đó là thông tin sáng ngày 7 tháng 9 năm 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết cũng đã vừa gửi công văn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng đề nghị phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Bạc Liêu có thể đón công dân từ vùng dịch trở về địa phương với một cái sự an toàn tốt nhất. Theo đó thì để mà thuận lợi trong quá trình đón thì các tỉnh vừa nêu trên do Ủy ban Nhân dân Bạc Liêu muốn là nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và tạo điều kiện thuận lợi khi mà đoàn công tác đón công dân qua từng địa phận của các tỉnh và các chốt kiểm dịch, làm sao hỗ trợ đảm bảo công tác an toàn trật tự trong quá trình mà đoàn xe di chuyển. Thì như vậy trong đợt 1 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu
tổng hợp danh sách đón 257 công dân với thời gian tập trung đón một lần vào ngày 11 tháng 9 năm 2021 với tổng cộng là 13 xe, và điểm tập kết công dân phương tiện vận chuyển tại bến xe miền Tây. Phương tiện vận chuyển do một doanh nghiệp vận tải tài trợ, đó là công ty cổ phần xe khách Phương Trang. Và có thể thấy rằng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương tỉnh Bạc Liêu cũng đã đồng lòng chia sẻ sự khó khăn của công dân địa phương, mà tổ chức các cái đoàn để làm sao đưa những người dân gặp khó khăn trong cái công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra khá là dài trong những tháng vừa qua. Đây là một niềm vui vô cùng lớn và hạnh phúc đối với những người dân được quay trở về nhà. Và như vậy thì tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta chỉ còn khoảng 10 ngày nữa. Làm sao cố gắng trong 10 ngày này để quyết tâm nâng cao hết tất cả lực lượng cũng như là những gì có thể để làm sao kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, để đưa cái cuộc sống của người dân thành phố trở về bình thường, dần nới lỏng các cái biện pháp giãn cách xã hội. Và trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 15 tháng 9 thì thành phố vẫn siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội. Thì như vậy đối với lực lượng giao hàng shipper thì vẫn rất là quan trọng và cần thiết cho người dân khi mà người ta có thể đặt hàng và có shipper vận chuyển hàng hóa. Cho nên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản về việc gia hạn xét nghiệm nhanh miễn phí Covid-19 cho lực lượng shipper. Từ nay cho đến ngày 15 tháng 9, đối với các cái việc xét nghiệm nhanh cũng như là miễn phí cho toàn bộ lực lượng đang vận hành đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, đó là quy định theo công văn 2925 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Thì thành phố cũng đã giao cho Sở Công Thương, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện cùng đơn vị cá nhân có liên quan đến tổ chức thực hiện theo cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Và đến đây những thông tin hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày 7 tháng 9 năm 2021. Tường Vũ Channel cũng chúc toàn thể quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.